Em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết bài toán số 3, bài dây cung. Bài toán cho biết có 2 n điểm khác nhau được đánh dấu trên đường tròn. Ví dụ bộ input ở đây cho n bằng 3, tức là ta sẽ có 6 điểm khác nhau. 6 điểm này được đánh trên đường tròn theo ngược chiều kim đồng hồ lần lượt từ 1 đến 6. Thì với n bằng 3, ta có 6 điểm. Và khi có 6 điểm này thì chúng ta sẽ vẽ được 3 dây cung. Vậy ta sẽ vẽ được 3 dây cung khác nhau. Dây thứ Y nối hai điểm AI và BI. Ví dụ ở đây, dây thứ nhất nối điểm A1 và B1. Với A1 bằng 1, B1 bằng 4. Đấy, dây ta có dây 14 này, dây 25 này, dây 36 này. Và đề bài yêu cầu là hãy xác định số cặp dây cung giao nhau. Tức là ví dụ ở đây ta sẽ xét xem là có bao nhiêu cặp giao nhau. Cụ thể là cặp 1, 4 sẽ giao với 2, 5 và giao với 3, 6. Đấy, thì ta xác định được 2 điểm giao nhau này. Tiếp tục với dây cung 2, 5 thì ta xác định được là dây cung 2, 5 giao với dây cung 3, 6. Như vậy là ta sẽ có tất cả là có 3 điểm giao nhau. Đấy, và chúng ta đưa ra kết quả là 3. Như vậy, công việc chúng ta cần làm là ta cần xác định được xem là có bao nhiêu điểm giao nhau. Vậy thì cái cách làm là ta sẽ xét từng dây cung này nhé. Chúng ta sẽ xét từng dây cung, ví dụ ta xét dây 1, 4 thì xem là những dây còn lại. Đấy, những dây cung còn lại thì có điểm giao với dây 14 hay không. Cụ thể là với dây 14 thì mình xét tất cả các dây 25 xem là có giao hay không. Nếu có thì ta sẽ đếm cái số điểm giao. Đấy, xét tiếp dây 36, nếu có giao với dây 14 thì ta sẽ đếm được số điểm giao. Xét xong dây 14 rồi thì ta lại chuyển sang dây 25, chuyển sang dây cung 25. Đấy, và ứng với dây cung 25 thì ta sẽ xét tất cả các dây cung còn lại. Thì ở đây ứng với dây 25 thì còn lại đó là dây 36. Đấy, xem là dây 36 có giao với dây 25 hay không. Thế còn khi xét dây 25 thì ta không quay ngược lại dây 14 nữa nhá, tức là ta xét các cái dây đằng sau nó thôi, các dây đằng sau nó xem là có giao hay không. Ta không xét ngược lại dây 14 bởi vì dây 14 ban nãy là mình đã xét 14 với 25 rồi, bây giờ mình không vòng lại 14 nữa. Hay chúng ta xét một tình huống khác như các em đang quan sát thấy trên màn hình. Đấy, ở đây chúng ta có 8 điểm. Thì khi có 8 điểm này thì ta sẽ tạo được ra 4 dây cung khác nhau. Bởi vì là theo đề bài là mỗi điểm chỉ thuộc về đúng một dây mà thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ cứ làm theo cái ý tưởng đó. Tức là ứng với dây 14 này, ứng với dây cung 14 thì ta sẽ xét tất cả các dây cung còn lại. Đó là dây xuất phát từ điểm 2, xuất phát từ điểm 2. Đấy, đó là dây 26 chẳng hạn này. Ở dây 35 này. Đấy, và dây 78. Thì khi ta xét tất cả các dây còn lại này thì mỗi một cặp đó thì ta xem là nó có cắt nhau hay không. Nếu có cắt nhau thì ta sẽ đếm. Thì như vậy, vấn đề đưa ra là làm thế nào để kiểm tra xem là các dây này có cắt nhau hay không. Các em để ý cách lưu trữ dữ liệu ở trong file input này. Dòng đầu tiên là n bằng 3 này. Các dòng tiếp theo là thể hiện là có các cái dây cung nào. Ví dụ ở đây 1, 4 là tức là ý là có dây cung 1, 4 này. Tiếp tục có dây cung 2, 5 và có dây cung 3, 6. Thế thì những cái giá trị này chúng ta sẽ lưu vào trong kiểu dữ liệu mảng. Ví dụ như là mảng A để lưu các cái điểm đầu của dây cung, mảng B để lưu các cái điểm cuối của mỗi dây cung. Như vậy là ta có A1 bằng 1, B1 bằng 4. Đấy, A1, B1 nhé. Dòng đầu tiên là A1, B1. Dòng thứ hai là A2, B2. Dòng thứ ba là A3, B3. Như vậy công việc của chúng ta là đếm số điểm dây cung giao nhau. Và để đếm thì ta sẽ thực hiện theo cái ý tưởng thuật toán như sau. Các em tập trung vào cái từ câu lệnh for này.
for i 2 chấm bằng 1 tu n trừ 1. Có nghĩa là ta sẽ xét từng dây cung nhá. Ta sẽ xét từng dây cung này. Ví dụ với cái bắt đầu bằng i bằng 1. I bằng 1. Để chúng ta sẽ xét dây a1 b1 nhá. Với i bằng 1 là ta xét dây a1 b1. Đấy. Thì ứng với dây a1 b1 này thì ta sẽ xét tất cả các dây còn lại. Tất cả các dây còn lại mà từ trong cái file input nó cho biết ấy. Thì để xét tất cả các dây còn lại thì ta sẽ viết vòng lặp for j 2 chấm bằng y cộng 1. Y cộng 1 tức là cái các cái dây đằng sau nó nhé. Tu n du đấy là các dây còn lại. Thế thì khi xét tất cả các dây còn lại thì mình làm thế nào để kiểm chứng xem là nó có cắt nhau hay không? Thì các em có thể quan sát vào cái hình này. Chúng ta nhận thấy là gì? Ví dụ ở đây có dây 1 4 rồi. Thế thì dây 2 6. Dây 2 6 rõ ràng là cắt dây 1 4. Thế thì khi nó cắt thì ta nhận thấy là gì? À, cái điểm đầu của cái dây 2 6 này thì sẽ có giá trị nằm trong đoạn từ 1 đến 4 nhá. Nằm trong đoạn từ 1 đến 4. Thế còn cái điểm còn lại là cái điểm đầu điểm cuối của dây 26 thì không nằm trong đoạn từ 1 đến 4. Hay là nói một cách khác này, đó là cái điểm đầu thì nó sẽ nằm ở phía bên trái chẳng hạn, phía bên trái dây 14. Thế còn điểm còn lại thì nó nằm ở phía bên kia. Đấy. Mỗi đầu nằm trên một phía. Đấy, cho nên là ở đây có thể đưa ra một cái ý tưởng thuật toán như các em đang nhìn thấy trong câu lệnh này. Đó là tức là nếu cái điểm đầu tức là điểm J BJ đang được xét ấy. BJ điểm đầu là điểm AJ. Có tốc độ là AJ. Nếu mà AJ mà nằm trong đoạn từ 1 đến 4, hay nói cách khác là AJ nằm trong đoạn từ AI đến BI, đây, nhỏ hơn AI, lớn hơn AI và nhỏ hơn BI nhá. Nếu cái điểm mà ta đang xét này lớn hơn 1 và nhỏ hơn 4 thì tức là nó nằm ở một phía bên trái chẳng hạn, đúng không? Phía bên trái. Còn cái điểm còn lại nằm ở phía kia thì là cái dây 26 này sẽ cắt dây 14. Cho nên ở đây cô trình bày là gì? Nếu điểm J đang được xét này lớn hơn 1 và nhỏ hơn 4 thì cô tạm thời gán một cái giá trị cho cái D1 chẳng hạn. Cô gán cho D1 bằng 1. Và nếu mà ngược lại, nó không nằm trong cái khoảng từ 1 đến 4 thì sẽ gán cho nó giá trị bằng âm 1. Đấy là xét được điểm đầu rồi nhá. Thì với điểm cuối, cái điểm cuối là chúng là cái điểm 6 này này. Đấy. Thì nếu cái điểm cuối này mà nằm trong khoảng từ 1 đến 4. Đấy, cũng nằm trong khoảng từ 1 đến 4 nhá, tương tự như trên này đúng không? AI đến BI nằm trong khoảng từ 1 đến 4 thì ta cũng gán cho nó cái giá trị, ta gán cho D2 giá trị bằng 1, ngược lại gán cho D2 giá trị bằng âm 1. Và sau khi xét được xong điểm đầu và điểm cuối của cái dây cung J này rồi thì ta sẽ tính cái tích nếu D1 nhân D2 bằng âm 1. Tức là ý này gì? Hai cái điểm đầu và cuối này nó nằm ở cùng một phía so với dây 14 thì là tích nó nhân với nhau thì nó sẽ là bằng dương 1, đúng không? Nếu cùng một phía thì hai số nhân với sau nhau sẽ bằng dương 1. Thế còn nếu nó ở khác phía thì D1 nhân với D2 sẽ bằng âm 1. D1 nhân D2 bằng âm 1 tức là nó ở hai phía khác nhau. Hai đầu mút này ở hai phía khác nhau thì khi đó thì ta sẽ có một điểm cắt. Đấy, như vậy là sẽ có một điểm giao nhau. Đấy. Thì đến đây ta đã đếm được một điểm giao nhau rồi. Tương tự như vậy ta xét dây tiếp theo là dây 3 5. Ta xét dây 3 5 thì ta thấy là cái điểm đầu là điểm 3 này. Điểm 3 này thì rõ ràng là
lớn hơn 1 và nhỏ hơn 4. Cho nên là cái giá trị D1 sẽ được gắn bằng 1. Tức là điểm 3 này là nằm ở phía bên trái nhá. Đấy. Thế còn cái điểm mút là điểm 5 này. Điểm 5 này thì nằm ở phía bên kia đúng không? Nằm ở phía bên kia. Cho nên là D2 sẽ được gắn giá trị là âm 1. Và khi mà ta tính tích D1 nhân D2 thì rõ ràng là kết quả sẽ bằng âm 1. Tức là hai điểm, hai cái dây cung 1, 4 và 3, 5 này giao nhau. Và khi đó ta sẽ đếm. Ta sẽ đếm được cái điểm giao thứ hai. Tăng cái biến đếm này lên. Tương tự như vậy, ta xét dây tiếp theo là dây 7, 8. Thì ta thấy là gì? À, ứng với cái điểm đầu mút là 7. Thì 7 này rõ ràng là không nằm trong khoảng từ 1 đến 4. Đấy. Vì 7 không nằm trong khoảng từ 1 đến 4 nên D1 sẽ bằng âm 1. D1 bằng âm 1. Và điểm 8 cũng không nằm trong khoảng từ 1 đến 4 nên D2 cũng bằng âm 1. Vậy sau đó ta sẽ tính được tích D1 nhân D2 bằng âm 1 nhân âm 1. Tức là bằng dương 1. Đấy, bằng dương 1 có nghĩa là cả hai cái điểm mút 7 và 8 này nó nằm cùng một phía so với 1, 4. Đấy. Và do đó là hai dây cung này không có điểm giao nhau. Và khi không có điểm giao nhau thì ta không đếm. Đấy. Nói tóm lại, cái ý tưởng thuật toán cô đưa ra ở đây là chúng ta sẽ suy luận để chúng ta tính toán xem là cái dây cung chúng ta đang xét thì nó có hai điểm mút là nằm cùng phía hay là khác phía so với cái dây cung ban đầu này để chúng ta đếm. Đấy. Nếu cả hai đầu mút này nằm cùng phía thì ta tính được cái tích D1 nhân D2 này là dương 1. Đấy, còn nếu nó nằm khác phía thì là âm 1. Và khi nó nằm khác phía bằng âm 1 thì ta sẽ đếm được một điểm giao nhau. Và kết quả cuối cùng chính là cái giá trị đếm này mà thôi. Đếm này chính là kết quả mà chúng ta cần đưa ra. Sau khi xét xong dây 1,4 thì chúng ta lại xét tiếp sang dây 2,6 nhé. Ứng với dây 2,6 thì ta phải xét tất cả các dây cung còn lại xem là có dây nào mà cắt dây 2,6 không. Nếu có thì chúng ta đếm. Đấy, cho nên ở đây hai cái vòng là for này là thể hiện điều đó nhé. Ứng với mỗi dây cung thì ta đi xét tất cả các dây còn lại. Ứng với dây 1,4 thì ta xét tất cả các dây còn lại là 3 dây còn lại này. Sau đó ứng với dây 2,6 thì ta đi xét hai dây còn lại là 3,5 và 7,8 đấy. Tiếp tục ứng với dây 3,5 thì ta đi xét tất cả các dây còn lại, đó là dây 7,8. Và ứng với dây 7,8 thì không còn phải xét dây nào nữa. Thì khi mà chúng ta xét được qua tất cả các cái cặp có thể có thì chúng ta sẽ đếm được cái kết quả cuối cùng.